Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Việt Nam của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. WinCare of Fremont Dealer do người Việt làm chủ, với đầy đủ các loại xe hybrid hay plug-in và chợ Lucky 7. Kính thưa quý vị, mở đầu các phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc Việt Nam tôn trọng việc Cambodia xây dựng kinh đào Phù Nam Techco. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8 tháng 8, Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt đã trả lời yêu cầu bình luận về việc Cambodia khởi công xây dựng kinh đào Phù Nam Techco. Ông Việt cho biết sông Mekong là tài sản vô giá và điểm kết nối tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia. Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Cambodia, cùng nhau hợp tác quản lý, phát triển hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích của cộng đồng người dân khu vực, cũng như tương lai các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia lưu vực sông. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực phát triển của Cambodia, cũng như tôn trọng việc Cambodia xây dựng, khai triển dự án kinh đào Phù Nam Techco. Ông cũng nói thêm, Việt Nam mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện về những tác động của dự án và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động. Trước đó, sáng 5 tháng 8, Cambodia đã tổ chức lễ động thổ chính thức khởi công dự án kinh đào Phù Nam Techco. Thủ tướng Hun Manet và phu nhân Prit Chanmoni cùng đông đảo lãnh đạo cấp cao Cambodia, khách mời quốc tế đã tham dự sự kiện này. Kinh đào Phù Nam Techco là dự án vận tải đường thủy nối từ sông ra biển, có tổng chiều dài là 180 km, trải dài qua địa phận 4 tỉnh Kandal, Ta Keo, Kampot và Kép của Cambodia. Kinh có độ sâu là 5,4 m, đủ khả năng đón tàu có trọng tải từ 1.000 đến 3.000 tấn. Dự luật dân số của Việt Nam đề nghị không giới hạn số con của mỗi cặp vợ chồng. Bộ Y tế Việt Nam đã tổ chức một hội thảo hôm 6 tháng 8 ở Hà Nội để thu nhận những lời góp ý nhằm hoàn thiện dự luật về dân số mà Bộ đề nghị cần được ban hành. Và khi được ban hành, luật mới sẽ thay thế pháp lệnh về dân số hiện hành của Việt Nam. Theo báo Thanh niên và Pháp luật, một nội dung đáng chú ý trong dự luật là những người soạn thảo luật đề xuất mỗi cặp vợ chồng hoặc mỗi cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh, thay cho quy định hiện thời là mỗi cặp vợ chồng, mỗi cá nhân sinh từ một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Các báo này dẫn lời các quan chức Bộ Y tế, trong đó có Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, nói rằng cần có luật dân số thay thế pháp lệnh dân số vì đất nước đang chuyển sang tình hình mới. Đó là vì đã xuất hiện xu hướng mức sinh xuống thấp. Cụ thể hơn, mức sinh thay thế chưa thực sự bền vững. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay là 1.96 con và tỷ lệ tăng dân số là 0.84% vào năm 2023. Bên cạnh đó, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao với tỷ số giới tính khi sinh là 111.8 bé trai trên 100 bé gái trong năm 2023. Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế nói rằng, tuy Việt Nam có xu thế giảm mức sinh thay thế nhưng chưa ở mức báo động. Mặc dù vậy, điều này chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn nếu không có giải pháp can thiệp từ bây giờ. Ông nhận định thêm rằng, việc cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ ba khi họ mong muốn sẽ có thể khắc phục phần nào tình trạng mức sinh thay thế bị suy giảm. Trên danh nghĩa, pháp lệnh dân số của Việt Nam hiện vẫn còn hiệu lực và những người sinh con thứ ba, nhất là các đảng viên cộng sản, vẫn có thể bị xử phạt, mặc dù Bộ Y tế và một số cơ quan đã đề xuất nới lỏng các quy định về sinh đẻ. Nữ tỷ phú Nguyễn Phương Thảo thua kiện phải đối diện khoản bồi thường là 270 triệu Mỹ Kim. Nữ tỷ phú Nguyễn Phương Thảo là cựu chủ tịch hãng hàng không Vietjet bị thua trong vụ kiện liên quan đến việc thuê 40 máy bay Airbus của Freshwater Capital thuộc quyền sở hữu cựu giám đốc hãng Macquarie, ông Ben Brazil. Mạng báo Financial Review tại Úc loan tin vào ngày 5 tháng 8 cho biết, bà Phương Thảo và hãng hàng không Vietjet đang phải đối mặt với khoản tiền bồi thường là 270 triệu Mỹ Kim trong vụ kiện tụng này. Tin nói trong tuần này, thẩm phán tòa thượng thẩm Anh tại London là Simon Picken công bố phát hiện có lợi cho Fishwater Capital của ông Ben Brazil. Theo đó, Vietjet trong nhiều năm đã tiến hành và phối hợp đạo diễn một chiến dịch tại Việt Nam nhằm can thiệp vào nỗ lực của Fishwater Capital trong việc đòi lại 4 chiếc máy bay Airbus. Vào tháng 2 vừa qua, sau khi Fishwater Capital đưa sự việc ra một tòa án ở Anh và tòa yêu cầu hãng hàng không này không được có các hành vi can thiệp vào việc trả máy bay, Vietjet lên tiếng phản bác tuyên bố rằng các luật sư của Vietjet đã khẳng định cam kết của hãng trong việc tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tôn trọng các phán quyết của tòa án và các quy định liên quan.
Theo tuyên bố của Vietjet, vụ tranh chấp phát sinh trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, khi các thành phố bị giới nghiêm và ngành hàng không bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong giai đoạn đó, các hợp đồng thuê tàu bay dài hạn và ổn định của Việt bị đột ngột chuyển giao từ bên cho thuê gốc sang Fitzwater mà không có sự đồng ý của hãng hàng không Vietjet. Mạng báo công thương thuộc Bộ Công Thương Việt Nam vào ngày 7 tháng 8 đã loan tin dẫn phản hồi của hãng hàng không Vietjet đối với thông tin hãng này bị thua kiện trong vụ kiện với Fitzwater Capital tại Anh Quốc. Theo đó, thì Vietjet sẽ kháng cáo, tin tưởng công lý sẽ thắng và phán quyết cuối cùng dự kiến vào năm 2025 sẽ có lợi cho hãng hàng không này. Ông Vũ Hồng Văn làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sáng ngày 8 tháng 8, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã kinh qua các chức vụ như Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Bí thư đã quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phi trường Long Thành dự tính đón chuyến bay thương mại từ tháng 9 năm 2026. Chủ đầu tư dự tính là phi trường Long Thành hoàn thành và xong chạy thử trước ngày 31 tháng 8 năm 2026 để 2 ngày sau đón chuyến bay thương mại đầu tiên. Thông tin trên được ông Lại Xuân Thanh là chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam viết tắt là ACV, chủ đầu tư dự án cho biết tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng ngày 8 tháng 8. Ông Thanh cho biết gói thầu nhà ga phi trường Long Thành khởi công vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, nhà thầu huy động 2.400 nhân sự và hơn 1.500 thiết bị máy móc. Cho đến nay, dự án hoàn thành phần bê tông cốt thép cột, dầm lầu sang lầu 3. Dự án sẽ xong phần thi công toàn bộ hạng mục kết nối bê tông cốt thép vào tháng 9 năm 2024, vượt tiến độ 20 ngày, vượt tổng thể gói thầu 10 ngày. Theo chủ đầu tư, phần xây dựng nhà ga sẽ xong trước năm 2025, lắp dựng mặt đứng trước tháng 3 năm 2026. Song song với công tác hoàn thiện, nhà thầu cho lắp đặt thiết bị vận hành thử từ đầu năm 2026, phấn đấu đưa vào khai thác nhà ga trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Cháy lớn tại công ty hạt điều ở Bình Phước. Ngày 8 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thống kê thiệt hại vụ cháy xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Hafimex Việt Nam chi nhánh Bình Phước, chuyên sản xuất hạt điều có địa chỉ thôn Bào Đĩa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng. Ông Đào Mạnh Thắng, công nhân bảo trì của công ty kể rằng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 8 khi ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ, sau đó lửa bùng cháy. Ông Thắng hô hoán mọi người bỏ chạy ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cơ quan hữu trách. Do khu vực cháy là nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, chứa nhiều hạt điều bán thành phẩm, bao bì, giấy và xung quanh có nhiều vách tôn kẽm, nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Thượng úy Trần Quốc Trưởng, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, khi vào được bên trong do khí độc nên khó thở, một số lính cứu hỏa đã bị bỏng do nhiệt độ vụ cháy quá lớn. Do không nhìn thấy đường nên các lực lượng cứu hỏa phải tháo dỡ máy tôn nhà xưởng để phun nước vào bên trong. Theo thông tin ban đầu, nơi xảy ra cháy là khu vực 3 nhà xưởng, dùng để làm văn phòng và xưởng sản xuất và chứa hạt điều. Vụ cháy đã làm đổ sập hoàn toàn 3 nhà xưởng với tổng diện tích hơn 4.000 m². Rất may đã không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có thể do chập điện. Sắp đưa sếu đầu đỏ về nuôi tại vườn quốc gia Tràm Chim. Ông Nguyễn Văn Lâm là giám đốc vườn quốc gia Tràm Chim cho hay, hiện nay thì Thái Lan đã chuẩn bị và cách ly 17 con sếu non từ các bố mẹ sinh ra khác nhau để bảo đảm tính di truyền. Những con sếu này được sinh trong năm 2023 đã xác định giới tính và đã đeo vòng để biết phả hệ. Theo thỏa thuận, vườn quốc gia Tràm Chim có thể lựa chọn 6 con sếu non gồm 3 trống và 3 mái từ 17 con sếu này. Theo ông Nguyễn Văn Vũ Minh, là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim, trong đó có nhiệm vụ xây dựng mô hình sản xuất lúa sinh thái bền vững tại vùng đệm.
Mục tiêu của tỉnh cho đến năm 2025 sẽ có 200 hectare lúa sản xuất sinh thái và theo hướng hữu cơ. Đến năm 2032 tăng lên 1.000 hectare tại vùng đệm để tạo không gian tốt cho sếu đầu đỏ phát triển, cũng như tạo môi trường an toàn cho các loài chim di cư đến sinh sống tại vườn quốc gia Tràm Chim. Sếu đầu đỏ hay còn gọi là chim hạc hoặc sếu cổ trụi được phát hiện sinh sống tại vườn quốc gia Tràm Chim. Đây là loài chim quý hiếm bậc nhất nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN của thế giới. Sếu đầu đỏ được xem là biểu tượng cho sự thiêng liêng, chung thủy và may mắn, có nhiều giá trị đời sống văn hóa, tinh thần của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, được nhiều người dân địa phương yêu mến và bảo vệ. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi WinKia of Fremont, dealer cho người Việt làm chủ, với nhiều mẫu xe với động cơ hybrid hoặc plug-in không cần đổ xăng. Xin liên lạc 510-771-1500. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi chợ Lucky 7, là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EBT. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Tổng thống Biden không tin tưởng chuyển giao quyền lực ôn hòa nếu ông Trump thất cử. Bà Harris và ông Walz kiểm tra khả năng tại các cuộc tuần hành ở Michigan và Wisconsin. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Chợ Lucky 7, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky 7 có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EPT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky 7 là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này. Riêng tại Lucky 7, ngay góc đường Tully and King Road, còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky 7 có 3 địa điểm, 1625 Market Road San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tully Road San Jose, ngay góc đường Tully và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500. Xin chào mừng quý khách, tôi là John Nguyễn, chủ nhân của hãng xe WinKia tại Fremont. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng B. Chúng tôi đang có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng hoặc những chiếc xe điện plug-in, quý vị có thể sạc pin tại nhà, không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Xin cảm ơn quý đồng hương đã quan tâm đến với WinKia Fremont. Nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ quý khách rất tận tâm và giúp cho quý vị chọn được chiếc xe vừa ý nhất. WinKia Fremont, number one. Nếu quý vị cần mua xe Kia, xin gọi 510-771-1500. Queen Kia of Fremont, 5633 John Moore Drive, Newark, Cali 94560. Chợ Lucky 7, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky 7 có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EPT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky 7 là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này. Riêng tại Lucky 7, ngay góc đường Tully and King Road, còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky 7 có 3 địa điểm,
1625 Maki Road, San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tolly Road, San Jose, ngay góc đường Tolly và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500.